Đoàn Phú Tứ, triết gia làm thơ, bài viết được tổng hợp. Nhà thơ Đoàn Phú Tứ vốn quê ở thôn Tử Nê, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nhưng sinh ra tại Hà Nội và có bằng tú tài Tây. Ông viết từ khúc đăng trên báo Đông Pháp từ năm 1925. Đương thời phong trào thơ mới, ông có thơ in trên các báo Phong Hóa, Ngày Nay, Hà Nội Báo, Thanh Nghị, Tinh Hoa và tham gia chỉ đạo nhóm Xuân Thu Nhã Tập, Bớt Khuôn Phép, Thêm Hàng Lâm. Trong thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân chỉ tuyển duy nhất một bài Màu Thời Gian của Đoàn Phú Tứ in trên báo Ngày Nay, số Tết năm 1940. Đồng thời chính tác giả cũng đưa in lại trong Xuân Thu Nhã Tập và được nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát phổ nhạc. Nhìn rộng ra, ngoài Hoài Thanh, Hoài Chân, hiện tượng thơ Đoàn Phú Tứ còn được các nhà phê bình như viết tắt TN, Lê Huy Vân, Diệu Anh, Vũ Bội Liêu, Trúc Hà, Kiều Thanh Quế cùng quan tâm tìm hiểu luận bình. Trong lời giới thiệu Một Thời Đại trong thi ca mở đầu sách thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, Hoài Chân nêu ý kiến khái quát: cái kín đáo của thơ Pháp gần đây tôi còn thấy ở Đoàn Phú Tứ. Nói tóm lại, phong trào thơ mới đã vứt đi nhiều khuôn phép xưa, song cũng nhiều khuôn phép nhân đó sẽ thêm bền vững, hẳn tương lai còn dành nhiều vinh quang cho những khuôn phép này. Nó đã qua được một cơn sóng gió dữ dội, trong khi các khuôn phép mới xuất hiện đều bị tiêu trầm như thơ tự do, thơ 10 chữ, thơ 12 chữ, hay đường sắp sửa tiêu trầm như những cách gieo vần phỏng theo thơ Pháp. Từ đó, chú thích và chứng dẫn trường hợp thơ Đoàn Phú Tứ đặt trong tương quan so sánh với thơ Xuân Diệu. Tiếng ta có bằng trắc rõ ràng, nhiều khi chỉ đổi thanh cũng đủ không cần vần. Đọc mấy câu này của Đoàn Phú Tứ: duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Có ai ngờ là những câu không vần. Còn như trong mấy câu này của Xuân Diệu: Đây thơ e ấp đã lâu rồi, chìm trong cỏ một vườn hoa bỏ vắng, lòng tôi đó một vườn hoa cháy nắng, xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Giá như thay chữ tôi cuối câu thứ tư bằng một chữ gì khác không giấu, đọc lên vẫn êm. Đại khái, gieo vần phỏng theo thơ Pháp đều thừa như thế, mà lắm khi lại còn làm mất cả âm điệu bài thơ. Người ta vẫn nghĩ Đoàn Phú Tứ chỉ có tài viết kịch và diễn kịch, nhưng thơ hay không cần nhiều. Đoàn Phú Tứ chỉ làm có 5-7 bài, mà hầu hết là những bài đặc sắc. Ấy là một lối thơ rất tinh tế và kín đáo. Thi nhân ghi lại bằng những nét mong manh, những cảm giác rất nhẹ nhàng. Người xem thơ cũng biết rằng đây là hình ảnh một đôi mẫu đời, nhưng hình ảnh mờ quá không thể đoán những mẫu đời kia ra sao, có khi cả ý nghĩa bài thơ cũng không hiểu rõ. Nhiều người khi làm thơ chỉ biết có mình, không giấu giếm gì hết. Thơ làm ra in lên báo, lên sách thì được, nhưng không thể đưa đọc trước người khác vì quá sổ sàng. Đoàn Phú Tứ không thế. Tôi tưởng Đoàn Phú Tứ có thể đọc thơ mình trước mọi người mà không sợ ngượng. Từ đây, hai nhà phê bình dẫn lại nguyên văn bài thơ Màu Thời Gian, thực hiện 10 chú giải và cẩn thận viết thêm lời bình như một biệt lệ. Nói về toàn thể nên chú ý đến điệu thơ. Cũng chính trong năm này, Đoàn Phú Tứ với vai trò chủ biên trong nhóm 6 nhà nghệ sĩ cùng tham gia viết Xuân Thu Nhã Tập năm 1942 với tôn chỉ: dưới bóng Xuân Thu sẽ thực hiện trí thức, sáng tạo, đạo lý, đã viết một bài thanh khí với ý nguyện mong tìm sự đồng cảm, hòa hợp giữa những tấm lòng thi sĩ và đi đến đoạn kết nhấn mạnh vai trò chủ thể của tác giả. Ta không là gì riêng biệt, ta là tất cả đã rung động trong ta. Ta đã là chiếc đàn văng vẳng nhạc muôn đời, ta cũng là cánh hoa ngoài đồng nội, nở thêm nhịp sống tuyệt vời. Và ta đã tự nhiên có một thiên chức của cây đàn, thiên chức của đóa hoa. Thế rồi Lê Huy Vân viết bài giới thiệu trên mục đọc sách mới và nêu nhận xét chung: quyển Xuân Thu Nhã Tập đã và sẽ làm cho nhiều người bực tức vì chúng ta đã quen không dùng đến sự suy nghĩ của ta lâu rồi.
Nhưng nếu các độc giả còn biết ghét sự dễ dàng thì các ngài sẽ thấy rằng những ý kiến của nhóm Xuân Thu không có chi là quá đáng, rất rõ ràng, sáng sủa, hợp lý, đôi chỗ lại tân kỳ nữa. Khái quát cái cũ bằng sự mới mẻ. Từ phương Nam, nhà phê bình Trúc Hà mau chóng cập nhật đời sống văn chương với bài giới thiệu sách Xuân Thu Nhã Tập trên Nam Kỳ Tuần Báo và xác định những đóng góp của Đoàn Phú Tứ trong dàn đồng ca nghệ sĩ. Nhóm người ấy là những tay thợ rất tỉ mỉ, tinh tế, rất công phu. Họ gọt đẽo từ chữ, trau chuốt từng câu, săn sóc từng ý, vẽ điêu luyện trùm mất nét tự nhiên. Có vẻ vì thế mà lắm khi độc giả phải đụng đầu với những câu gò gẫm khó hiểu. Tuy nhiên, ta không thể không chú ý đến những mẫu tư tưởng tân kỳ, sâu sắc hoặc những chỗ phân biệt, tế nhị, tinh vi. Ở bài Thiên Chức, ông Đoàn Phú Tứ phân tách cái tôi với cái ta một cách thâm trầm, thấu đáo, rồi xác định ta thường nói một bản nhạc có thi vị, ấy là trong nhạc có thơ. Và cũng thường bảo rằng một bài thơ có âm hưởng rất tốt, ấy là trong thơ có nhạc. Tuy vậy, nhạc là nhạc mà thơ là thơ, hai cái ấy có tính cách riêng của nó, không thể hỗn hợp làm một được. Nhạc gợi cảm không cần hiểu, thơ có hiểu rồi mới cảm. Trong Thanh Nghị số 22, ông Diệu Anh có viết một bài phê bình rất xác đáng về cái quan niệm lầm lẫn ấy. Vào giai đoạn đương thời thơ mới, Đoàn Phú Tứ hiện lên khá khiêm nhường trong tư thế tác giả một bài, nhà thơ một bài, nhưng đó lại là thi phẩm độc đáo, đặc sắc, có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Bài thơ không chỉ được tuyển chọn vào Thi Nhân Việt Nam mà còn được in trong Xuân Thu Nhã Tập và được phổ nhạc, trở thành hiện tượng của một dòng thơ, một lối thơ, một trào lưu, một trường phái thi ca.